Nga không kích lớn, chút đòn trả đũa Ukraine trước thềm phản công. Các bạn thân mến, quân đội Nga dường như đã quay trở lại chiến thuật không kích trên toàn quốc trước cuộc phản công đã được lên kế hoạch từ lâu của Ukraine. Trong video trước, chúng tôi đã đề cập đến sự việc kho nhiên liệu của Nga tại bán đảo Crimea bốc cháy và lan rộng ra 1.000m2 sau cuộc tập kích bằng máy bay không người lái tự sát của Ukraine vào ngày 29 tháng 4. Trong tuyên bố cập nhật tình hình chiến sự vào ngày 30 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo thiệt hại đáng kể của quân đội Ukraine trong giao tranh ở vùng Donetsk. Vậy là sau một thời gian dài gián đoạn, quân đội Nga đã tiến hành trở lại các vụ tập kích sử dụng tên lửa hành trình nhằm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Ukraine. Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi chính quyền Kiev có động thái nguy hiểm để dọn đường cho cuộc phản công mà họ tuyên truyền suốt nhiều tháng qua. Theo Reuters, Nga dường như đã giáng đòn đáp trả mạnh sau cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine ở bán đảo Crimea. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, ngày 30 tháng 4 thông báo, tổn thất của Ukraine trong giao tranh ở vùng Donetsk trong 24 giờ qua là hơn 480 binh sĩ. Hơn 480 binh sĩ Ukraine bị hạ gục, cùng với 12 xe bọc thép bị phá hủy, 30 phương tiện di chuyển, một lựu pháo D-20 và một hệ thống pháo Vodka. Ông Konashenkov cũng cho biết, quân đội Nga đã phá hủy một đoàn tàu chở 200 tấn đạn dược của Ukraine gần thành phố Kramatorsk, thành trì lớn nhất của Ukraine ở vùng Donetsk, cách không xa so với Bakhmut. Bên cạnh đó, Nga cũng thông báo tập kích một sở chỉ huy của lữ đoàn đổ bộ đường không số 81 của Ukraine gần làng Belogorovka, Lugansk và gây thiệt hại đáng kể. Đề cập đến diễn biến giao tranh ở Bakhmut, ông Konashenkov nói, lực lượng xung kích của lính đánh thuê Wagner và các lực lượng Nga đã đánh bật đối phương khỏi 4 khu vực ở phía tây Bakhmut. Lính dù Nga cũng chặn nỗ lực phản công của Ukraine ở vùng ngoại ô phía bắc và phía nam Bakhmut. Nhiều toa tàu hỏa và kho chứa đạn dược, vũ khí cùng nhiên liệu của quân đội Ukraine đã bị phá hủy. Sức ép từ vụ nổ cũng khiến một số tòa nhà trong thành phố Parolas bị hư hỏng nặng. Lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh Nga từ nhóm chiến đấu phía Nam đã tấn công các đơn vị quân đội Ukraine trong khu vực định cư Bodanovka và Bakhmut của Ukraine tại Donetsk. Vụ tập kích tên lửa vào các vị trí của lữ đoàn cơ giới số 24 và nhóm đặc nhiệm của quân đội Ukraine tại khu vực định cư Konstantinovka ở Donetsk đã làm Kiev mất 200 binh sĩ và nhiều người bị thương với các mức độ khác nhau. Ở hướng Kupiansk, lực lượng không quân và pháo binh tác chiến chiến thuật và lục quân từ cụm chiến đấu phía Tây đã tấn công các đơn vị đối phương ở các khu vực gần khu định cư Sikovka, Kislovka, Kamenka, Masutovka ở vùng Kharkov và Novozhelovkoy ở Lugansk, quan chức Nga thông báo. Tại Kherson, Nga tuyên bố phá hủy của Ukraine lựu pháo Mestabe, hệ thống radar phản pháo ANTPQ-36. Nga cho biết đã đánh chặn 7 quả rocket từ các hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS và Uragan. Sang ngày 1 tháng 5, nhà chức trách Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều vùng lãnh thổ khác tại nước này. Theo đó, nhiều tên lửa hành trình đã được phóng về phía Ukraine từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-160 cùng tàu chiến Nga tại khu vực biển Caspian vào đầu giờ sáng ngày 1 tháng 5 theo giờ địa phương. Theo Reuters, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại thủ đô Kiev, cùng các vùng Dnipropetrovsk và Sumy. Còi báo động đã được kích hoạt tại tất cả các vùng lãnh thổ Ukraine từ 4 giờ 30 phút sáng. Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, nhiều người dân tại thủ đô Kiev đã được lệnh xuống trú ẩn tại các ga tàu điện ngầm trong thành phố. Những nhà ga tàu điện ngầm tại thủ đô Kiev đang tràn ngập người dân xuống trú ẩn do cuộc tập kích tên lửa của Nga. Điều này gợi nhớ đến thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Trước đó, trang Aviapro đưa tin, quân đội Nga đã có hàng loạt động thái được cho là nhằm chuẩn bị cho một cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Theo đó, 17 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của nước này đã được điều động xuất kích. Bên cạnh đó, 11 tàu khu trục cùng 2 tàu ngầm có khả năng mang theo tên lửa hành trình cũng đã được đưa tới khu vực phóng. Nhà chức trách Ukraine xác nhận hơn 100 tên lửa hành trình, cùng với đó là 50 máy bay không người lái cản tử đã được Nga chuẩn bị cho cuộc tập kích này. Đây có thể là cuộc tập kích đường không với quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột giữa hai quốc gia láng giềng xảy ra. Trong bối cảnh này, sự hỗ trợ của người Mỹ dành cho chính quyền Kiev đang bị xói mòn trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị cho cuộc phản công lớn nhằm vào các lực lượng Nga. Tỷ lệ người Mỹ cho rằng
Washington đang làm quá nhiều để giúp Ukraine đã tăng từ 6% vào tháng 3 năm 2022 lên 38% trong tháng 4, theo khảo sát của tờ Wall Street Journal. Cũng trong khoảng thời gian này, tỷ lệ những người tin rằng Mỹ nên làm nhiều hơn cho Ukraine đã giảm từ 46% xuống chỉ còn 20%. Khả năng của Ukraine trong việc giành lại quyền kiểm soát một số khu vực từ các lực lượng Nga liên quan đến cuộc phản công sắp tới sẽ rất quan trọng để duy trì sự hỗ trợ quân sự từ Washington. Theo các nghị sĩ Mỹ và các quan chức phương Tây cho biết, Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn nhằm đánh bật các lực lượng Nga khỏi những khu vực mà Moscow đang kiểm soát, nhưng họ không được trang bị tốt như kỳ vọng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiếp tục kêu gọi các nước phương Tây hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev khi chuẩn bị cho chiến dịch phản công. Chính quyền của Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ cho Ukraine trong thời gian dài, nhưng việc tiếp tục viện trợ đã trở thành điểm nóng giữa một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa khi họ phản đối điều này. Với việc Đảng Cộng Hòa hiện đang kiểm soát Hạ viện và Chủ tịch Hạ viện là Kevin McCarthy cảnh báo Mỹ không nên cung cấp tấm xét trắng cho Ukraine. Các gói viện trợ trong tương lai dự kiến sẽ phải đối mặt với sự giám sát kỹ lưỡng hơn từ Quốc hội. Nếu cuộc xung đột đi vào bế tắc vô tận, thì sẽ khó nhận được sự ủng hộ về mặt chính trị của công chúng Mỹ. Một cuộc thăm dò gần đây của tờ Wall Street Journal cho thấy, sự ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga tiếp tục bị xói mòn khi ngày càng có nhiều người Mỹ cho rằng Washington can dự quá nhiều. Khoảng 38% số người được hỏi cho biết trong một cuộc khảo sát rằng Mỹ đã làm quá nhiều để giúp đỡ Ukraine, tăng so với chỉ 6% vào tháng 3 năm ngoái, ngay sau khi cuộc xung đột nổ ra. Trong cuộc khảo sát mới, khoảng 60% đảng viên Đảng Cộng Hòa cho rằng Mỹ đã làm quá nhiều, tăng so với 48% vào tháng 10 năm ngoái, và 15% đảng viên Đảng Dân Chủ cho rằng Mỹ làm quá nhiều, tương đương với cuộc khảo sát tháng 10 năm 2022. Và 42% đảng viên độc lập cho rằng Mỹ đang làm quá nhiều, tăng so với 33% trong cuộc thăm dò trước đó. Các quan chức Mỹ cho biết Nhà Trắng sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc phản công, ám chỉ rằng thành công hay thất bại sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả năng của chính quyền Biden trong việc duy trì sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ và người dân Mỹ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá 325 triệu đô vào tuần trước, nâng tổng số viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine lên hơn 35,4 tỷ đô kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Nghị sĩ Ted Cruz cho biết cần có sự giám sát kỹ lưỡng đối với bất kỳ gói bổ sung nào trong tương lai cho Ukraine, và Đảng Cộng Hòa có xu hướng ủng hộ viện trợ quân sự nhiều hơn thay vì cứu trợ kinh tế và nhân đạo. Càng gần đến thời điểm bầu cử Tổng thống năm 2024, chính quyền ông Joe Biden lại càng phải đối mặt với nhiều thách thức hơn, cả trong nước lẫn quốc tế. Ví dụ chính như các quốc gia thuộc nhóm BRICS, Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi đang tự đặt mình như một giải pháp thay thế cho các diễn đàn chính trị và tài chính quốc tế hiện có. Theo báo Deutsche Welle của Đức, cho đến nay, những dự đoán về việc các nước BRICS là nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới đã không hoàn toàn chính xác, nhưng thay vào đó, khối này hiện đang cung cấp một diễn đàn ngoại giao và tài chính phát triển bên ngoài thế giới phương Tây. Kỳ vọng sáng lập của các nền kinh tế mới nổi đã phai nhạt, các nước BRICS đang trải qua thời khắc địa chính trị của họ. Những phát triển kinh tế gần đây nhất ở các quốc gia thành viên BRICS không như kỳ vọng ban đầu mà nhóm này được thành lập. Trong số 5 thành viên, chỉ có Trung Quốc đã đạt được sự tăng trưởng bền vững và sâu rộng kể từ đó. Khi tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc tăng từ 6.000 tỷ đô năm 2010 lên gần 18.000 tỷ đô vào năm 2021, các nền kinh tế như Brazil, Nam Phi và Nga đã bị đình trệ. GDP của Ấn Độ tăng từ 1,7 nghìn tỷ đô lên 3,1 nghìn tỷ đô nhưng bị bỏ xa bởi tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc. Nhưng Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đang tìm cách khẳng định mình là đại diện của Nam Bán Cầu, cung cấp một mô hình thay thế cho G7. G7 là một diễn đàn không chính thức của các nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới, được thành lập vào năm 1975. Đức, Pháp, Anh, Italy, Nhật Bản, Canada và Mỹ là thành viên, cũng như EU. Từ BRICS ban đầu là viết tắt của Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc được đặt ra bởi Jim O'Neill vào năm 2001 khi ông là nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Đầu tư Quốc gia Goldman Sachs. Vào thời điểm đó, bốn quốc gia này có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. BRICS tượng trưng cho sự lạc quan về kinh tế đối với tương lai các nước đó. Nhưng điều này đã dần khuyến khích các nhà đầu tư và BRICS đã phát triển thành một nền tảng cho sự hợp tác liên chính phủ tương tự như G7 sau khi Nam Phi gia nhập. Thách thức mô hình tài chính phương Tây.
Vào năm 2014, với 50 tỷ đô tiền vốn, các quốc gia BRICS đã thành lập ngân hàng phát triển mới như một giải pháp thay thế cho Ngân hàng Thế giới World Bank và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Ngoài ra, họ đã tạo ra một cơ chế thanh khoản được gọi là thỏa thuận dự trữ, dự phòng để hỗ trợ các thành viên đang gặp khó khăn với các khoản thanh toán. Điều này không chỉ hấp dẫn đối với bản thân các quốc gia BRICS mà còn đối với nhiều nền kinh tế đang phát triển và mới nổi khác đã từng trải qua giai đoạn đau đớn với các chương trình điều chỉnh cơ cấu và các biện pháp thắt lưng buộc bụng của IMF. Đây là lý do tại sao nhiều quốc gia cho biết họ có thể quan tâm đến việc tham gia nhóm BRICS. Ngân hàng BRICS đã mở cửa cho các thành viên mới. Năm 2021, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Uruguay và Bangladesh có cổ phần. Tuy nhiên, những khoản này thấp hơn nhiều so với khoản đầu tư 10 tỷ đô tương ứng của các thành viên sáng lập ngân hàng. Ngoại trưởng Nam Phi Nadeli Pado cho biết, sự quan tâm trên toàn thế giới đối với nhóm BRICS là rất lớn. Vào đầu tháng 3 năm nay, bà Pado đã nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng họ nhận được 12 lá thư từ các quốc gia quan tâm đến BRICS, trong đó Ả Rập Xê Út, UAE, Ai Cập, Algeria và Argentina, cũng như Mexico và Nigeria. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, các nước BRICS ngày càng xa rời phương Tây. Cả Ấn Độ, Brazil, Nam Phi hay Trung Quốc đều không tham gia các biện pháp trừng phạt Nga. Điều này càng được minh chứng rõ ràng bởi mối quan hệ thương mại lịch sử giữa Ấn Độ và Nga hay sự phụ thuộc của Brazil vào phân bón của Moscow. Về mặt ngoại giao, cuộc xung đột ở Ukraine dường như đã vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa một nước Nga được phương Đông hậu thuẫn và phương Tây. Do đó, một số nhà hoạch định chính sách EU và Mỹ lo ngại rằng BRICS có thể không còn là một câu lạc bộ kinh tế của các cường quốc đang lên hay đang tìm cách gây ảnh hưởng để tăng trưởng và phát triển toàn cầu, mà trở thành một câu lạc bộ chính trị được xác định bởi chủ nghĩa dân tộc của họ. Mặt khác, Trung Quốc đang sử dụng nền tảng này cho tham vọng chính trị toàn cầu của mình. Ông Mahal nói thêm, chỉ ra những lời đề nghị làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và các cuộc tập trận quân sự chung mà nước này tổ chức với Nga ở Nam Phi. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!